Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em ha. Lô buổi tối em lên cho anh em tổng cộng là 10 bữa nay là 13 con nha anh em. Bữa nay có một con máy Honda GX22 máy 4 kỳ ha, xăng riêng nhất riêng. Thì anh em chốt máy thì cứ liên hệ số điện thoại trực tiếp của em ha. 0917414042. Số Zalo luôn nha anh em. Kênh của em là cửa hàng Mai Giang Tèo. Bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc và anh em được kiểm tra hẹn trước khi nhận nha. Ngoài bao ship ra thì em còn tặng kèm cho anh em 6 món đi kèm ha. Lưỡi cắt, dây đeo, tiếp tháo bugi, ổ phát cước, lục giác và thêm một cái chấn cỏ. Ngoài ra cái nữa thì bên em có một cái sản phẩm bán là một cái lồng gặt lúa, hay là gọi là cái lồng gom cỏ, gom lúa đó. Thì mỗi cái như thế này là 100 ngàn. Anh em mua kèm theo máy thì em bao ship ha. Còn anh em nào mua lẻ thì em vẫn có bán luôn nha. Thì 100 ngàn em sẽ cộng ship cho những anh mua lẻ ha. Rồi, em vô con đầu tiên, con B1, con Hitachi nha anh em. Máy này máy đa dụng nha, vừa cắt cỏ, vừa bơm nước và lại xịt thuốc được luôn ha. Rồi, hồi chiều, hồi trưa thì cũng có anh nói giật nổ nhanh quá, nghe không kịp thì anh em cũng thông cảm do dịch với lại em trai hay trễ thì... em phải giật test nổ nhanh anh em, chứ để lâu quá nhiều khi cũng hơi mất công ha. Anh em cũng thông cảm, có gì cái thì anh em bổ qua giùm em. Rồi, con đầu tiên là con B1, con Hitachi, nòng 32 ly ha, 23cc, tem mát còn đầy đủ cho mình luôn nha anh em. Con này bugi đứng, áo nhôm, chế là chế zin ha, bình xăng zin luôn anh em. Có cái đế bao giờ bình xăng lớn nè, hỏng chân luôn nha. Con này là tum gời tum nhôm. Đó, bởi vì em nói với anh em là máy này máy đa dụng nha, mình có thể cháy cháo được luôn. Công tắc nằm ở đây luôn ha. Rồi, con này thì ga giữ, bộ tay là bộ tay mới nha. Láp trắng cỏ là bò zin theo máy hết luôn ha. Rồi, B1 giá cực kỳ rẻ luôn, 1 triệu 2 ha. Máy thì bao bóc cho anh em luôn. Test chút xíu thôi nhưng mà máy thì cực kỳ lực luôn nha. B2 là Shinewa. Rồi, nòng 32 ly ha, 23cc. Thì dòng này bugi đứng thì nhiều anh em xài gia đình thì cũng hay lựa dòng này do giá cả hợp lý. Thứ hai là máy cũng đủ khỏe để anh em cắt cỏ gia đình, xài vườn, xài nhà ha. Hoặc là anh em có thể bơm nước cũng được luôn nếu anh em mua thêm một cái tu hít để mình gắn thêm cái chỗ dưới cái chỗ lắp dao đó. Thì thay vì lắp dao anh em lắp cái bơm nước này vô thì anh em bơm nước bình thường. Ống là ống 27 ha. Rồi, con này nòng 32 ly, 23cc, bình xăng zin, bugi đứng, áo nhựa nha anh em, cực kỳ nhẹ luôn. Chế 260 ha. Con này là tum nhôm luôn nha anh em, cực kỳ chắc chắn luôn. Phía sau còn chữ Shinewa cho mình luôn. Con này công tắc nằm ở đây ha. Rồi, ga giữ, bộ tay là bộ tay zin, láp đầu bò zin ha anh em. B2 giá 1 triệu 3. B3, con này là con Topsun. Thì máy thì nó cũng về theo tùy theo đợt nha anh em. Thì đợt có đợt này đợt kia, nhiều khi có máy lâu lâu nó nhảy vô máy là lạ anh em. Nhiều anh em nghe máy nó không biết con máy là hiệu gì, không biết nó đâu ra luôn. Em nhiều khi lâu lâu gặp em còn không hiểu luôn, không biết đâu anh em. Nhưng mà máy bên em là nhập công, là công binh của Nhật về luôn nha anh em. Thì em chuyên máy Nhật ha, tại vì cái dòng hãng này lâu lâu nó mới về một lần, cho nên mình nghe thì nó lạ ha anh em. Con này là dòng nòng 32 ly 23cc, tên thì lạ nhưng mà hình dáng thì cực kỳ quen thuộc luôn em, cực kỳ nhỏ gọn luôn, chỉ tầm 4 kg thôi, quá quen luôn. Dòng máy Nhật hiệp nào nó cũng nhẹ nhàng cho mình hết ha. Chỉ có những dòng Trung Quốc á, nặng cực kỳ luôn nha anh em. Nhiều anh em nói có nhiều con nó nặng tới tầm chục ký luôn á. Con này áo thì còn bao đẹp luôn, chụp giật zin luôn nè. Chụp giật con này có lò sóng nha, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Bình xăng zin, chế zin theo máy luôn nè. Tum liền, tum nhựa ha. Đây, con này còn chữ tớp xuân luôn nè. Áo zin luôn. Ga giữ. Bộ tay zin nha anh em. Đây, láp còn chữ tớp xuân luôn ha. Đầu bộ zin luôn, láp này còn đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi, con này thì zin nguyên cây 100% cho mình luôn, phù hợp cho mình xài gia đình ha, chị em phụ nữ rồi đó, xài cũng khá là hợp lý luôn. B3 giá 1 triệu rưỡi. B4 Hitachi. Anh em nào gọi là Hitachi cũng được mà gọi là Tanaka cũng được, tại vì hai thằng này nó chung một kiểu dáng một nha anh em. Chỉ có cái là nhiều khi cái tem nó dán là Hitachi hoặc là Tanaka thôi, chứ nó là chung một cái luôn ha. Con này nòng 32 ly 23cc, bình xăng zin nha anh em, còn trắng luôn. Chế là chế zin theo máy. Con này là bugi đứng nè, tum liền, tum nhựa ha. Đây, như con này cái tem nó sao là dán Tanaka nè.
Đó thì tem sau thì mình cứ gọi là như vậy ha. Con này là công tắc nằm trên lắp nha, on off cho mình luôn nè. Còn được cái ốp 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 tì eo nè, ốp là ốp xịn nha, cực kỳ mềm mại luôn. Ga giữ, bộ tay gin, lắp đầu bò gin theo máy hết luôn. Rồi con này là gin nguyên cây nha anh em, chỉ có cái chế là chế mới nha, chế 2-10 mới ha. Rồi B4 giá 1,4 triệu, B5 là con Nativo. Rồi, con này nòng 34 ly ha, 26cc. Chụp giật con này cũng có lò sóng này nè, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Bình xăng zin còn mới luôn nha, chế zin theo máy nè, bu ghi đứng. Dòng này cái áo nào nhìn nó cũng khá là ảo nha nè, ảo mà đẹp nha. Nhìn nó kiểu như nó làm cái gì đó, thêm cái chất liệu vô đó vô nè, mà nhìn cực kỳ đẹp luôn nha. Ha, bóng bẩy cực kỳ luôn, phía trước chưa bị nấm khói nè. Cái nước sơn này nó nhìn nó ảo lắm nè mày. Đặc biệt con này là tum gợi tum nhôm nha. Anh em nào đang có nhu cầu mua máy mà chế là chế thuốc xịt thuốc đó ha, thì hút ngay con này nha. Vừa cắt cỏ cũng được, bờ gác xịt thuốc cũng được luôn. Công tắc nằm ở đây. Rồi con này ga giữ, bộ tay là bộ tay mới nha, lắp đầu bò zin luôn ha. Thì em cố gắng em nói cặn kẽ những chi tiết cần thiết nhất cho anh em luôn đó. Còn anh em nào mà muốn biết chi tiết hơn, cái nào mà anh em muốn biết mà em chưa có nói trên clip, thì anh em cứ gọi trực tiếp cho em về con máy đó, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em luôn ha. Rồi B5 giá 1,6 triệu, 34 ly, 26cc nghe nè. B6 là con khủng long ăn cỏ anh em, con này chạy khiếp lắm anh em à. Tới con này làm biết nó khiếp, bây giờ em lùi nó hơi xa chút xíu nè, tiếng nổ quá trời đanh luôn em ơi ha. Gam ti thì cực kỳ giòn, cực kỳ đã luôn ha. Con này thì có cái là bình xăng mới nha, vô bình xăng gin nó bị bể, bắt buộc phải thay mới nha nè, chứ em cũng không muốn thay mới chị ha, gin nó sẽ ngon hơn. Áo gin áo đảo nhôm, cái nắp bảo vệ bô cũng là nhôm luôn, áo bảo vệ bô bằng nhôm luôn, chụp giật là gin luôn nè. Còn chữ Yamaha Echo luôn nè, chế là chế 260 nha ha. Tum gời tum nhôm cho anh em luôn. Con này nòng 32 nhưng mà tới 25cc là nghe anh em. Dòng này bởi vì em hay gọi khủng long bằng cỏ là vậy anh em, chạy cực kỳ bốc luôn nha, cực kỳ đã luôn. Ga giữ, công tắc trên di động, bộ tay gin, lắp đầu bò gin hết luôn nha. Rồi B6 giá 1,5 triệu, hốt ngay nha anh em ơi, quá trời khỏe luôn. B7 là con Genos ha. Rồi con này nòng 34 ly, 26cc. Con này nó có nhiều cái ưu điểm lắm nghe anh em. Cái thứ nhất, chụp giật trợ lực cói dây thiều, bình xăng zin nha. Con này nòng 34 ly, 26cc ha, chế zin theo máy, bu ghi đứng, áo thì lúc nào nó cũng viền anh em, cực kỳ đẹp luôn. Tum liền, tum nhựa. Đây, cái đặc biệt của nó là cái thứ nhất là cái ga bóp, bóp zin nó dài, bóp cực kỳ nhẹ luôn nghe anh em, nhưng nó là của nhựa của Nhật nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Cái thứ hai là công tắc tự động, khi mà anh em bấm stop, anh em buông ra thì tự động nó trả về mở cho mình luôn, mình không có sợ quên là khi mình tắt mình quên mở nha, cực kỳ hay luôn nghe anh em. Công tắc này chỉ có zin theo máy nó mới có thôi nha, chụp giật trợ lực, ga bóp zin, công tắc tự động nữa ha, bộ tay gin, lắp đầu bò gin luôn, gin nguyên cây 100% luôn nha anh em. Rồi B7 giá 1,5 triệu ha, quả trời thơm luôn. B8 là con Gobin ha. Con này nòng 34 ly nha anh em, 26cc, nhưng hình dáng thì nó cực kỳ gọn luôn. Dòng này em hay giới thiệu với anh em là nhiều anh em nhìn con này là không có biết được, nhưng mà bắt mình phải tháo cái bô ra mình đo bít tông nha, chứ để nhìn con này anh em nói về không biết phải 34 ly không mà sao nhìn nó gọn quá, chứ nó có 4kg hả anh em. Thì cái dòng này lúc nào cũng vậy, do cái chế với cái bô á anh em, nó nằm lúc nào nó cũng ốp vô vậy nè anh em. Bởi vì làm con máy thiết kế lúc nào cũng gọn chân á, nhưng mà con này nó nhỏ mà có vỏ nha. 34 ly, 26cc. Dòng này anh em nào mà không tin là mình về cứ tháo bô mình đo nha, chứ bên em là bên em tháo bô và đo rồi đó ha. Để nhiều anh nói sao mà phải không mà sao về nó nhỏ quá. Đó, nhiều khi em chốt đúng trên máy rồi em giao rồi, nhiều anh nói nhỏ quá mà anh không nhận thì lại khổ nữa. Chứ em cho tụi anh là tháo bô và đo luôn ha, đúng 34 ly mà anh hãy nhận. Tum liền, tum nhựa. Đây, phía sau còn chữ luôn anh em ha. Công tắc nằm ở đây, chế zin nha, áo đỏ chét luôn nha nè. Anh em nào hợp cái màu vàng màu đỏ đó, nhiều anh mua máy mà cũng coi phong thủy đó nha, hợp màu nào mới mua nữa đó nha, chứ không phải là mua đại đâu nha ha. Thì nhiều anh hợp cái màu đỏ hơn ha. Bây con này đỏ chét nè mà còn đẹp luôn nha anh em ha.
ga bóp zin luôn, bộ tay zin láp chân cỏ đầu bò zin, zin nguyên cây 100% mà còn đẹp nha anh em, xuất sắc luôn ha. Rồi B8 giá 1,6 triệu, B9 Magu. Rồi con này nòng 34 ly ha, 26cc, bình xăng zin, áo zin, chế zin, chế quanh gọn nghe anh em, cực kỳ lợi xăng luôn. Tum liền, tum nhựa, công tắc nằm ở đây ha. Con này ga giữ, bộ tay zin, láp đầu bò zin, đầu bò là có chén úp ngược chống ốc mài mòn luôn nha. Trong lốc con này có dập mắt in da băng cho mình luôn ha. Về mình cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nghe anh em. Giá hôm nay con chiều 7 ha, cực kỳ giảm sâu cho anh em luôn. Giảm hơn bình thường là khoảng 200-300 ngàn luôn rồi đó. B9 giá 1,7 triệu ha. B10 là con Echo, cực kỳ khủng luôn nha anh em. Quá đã nè mày, tiếng máy cực kỳ đã luôn nha. Gam ti nó đã ngon rồi mà tiếng máy lại còn bốc nữa, quá trời đã luôn ha. Con này mua về chạy nghe tiếng không là thấy phê rồi anh em ơi ha. Nòng 34 ly, 26cc, chụp giật trợ lực, có dây thiều, có cái đế bảo vệ bình xăng lớn bằng sắt con em, cực kỳ dày dặn luôn. Bình xăng con này bị lớn nha, hơi bị lớn luôn cả 1 lít lận á. Chế zin theo máy nha, tum gầy tum nhôm cho mình luôn ha. Đây tên là còn 260 luôn nha, công tắc nằm ở đây ha. Con này ga giữ, bộ tay zin, láp đầu bò zin theo máy nha. Zin nguyên cây 100% mà tiếng máy nổ là nghe cực kỳ đã luôn. B10 giá 2 triệu ha, xứng đáng đồng tiền anh em. B11 Mitsubishi. Con này nòng 34 ly nhưng mà tới 27cc là nghe anh em. Ha, tính ra con này là anh em lời được một cái cc nè. Thường người ta 34 ly tôi có 26 mà này tới 27 là nghe. Ha, anh em lời được một con cc nè. Ha, chụp giật còn chữ Mitsubishi Made in Japan luôn. TLE27 nha. Bình xăng zin nè, còn trắng nè. Họng là họng quay lên nha anh em. Chế là chế zin theo máy, chế quanh gồ luôn nha. Ha, phía sau nè, anh em có thể nhìn phía sau nó dập chỗ này nè. Ha, thấy chữ quanh gồ đây nè. Đặc biệt là tum gời tum nhôm cho anh em luôn, anh em có thể tháo đó xịt thuốc được luôn nha. Công tắc nằm ở trên láp đây ha. Rồi con này thì ga bóp xe đạp, bộ tay này bộ tay zin nha, láp đầu bò zin luôn. Rồi zin nguyên cây 100% cho mình luôn nha anh em ha. Rồi con này trong lốc thì nó có dập mắt in da băng luôn, về mình cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha. Quá đã anh em ơi, zin nguyên cây mà chụp giật lại có lò sóng nữa, giật nhẹ nữa mà trong lốc lại có mắt in da băng, thêm một cái là tum gời tum nhôm nữa. Nói chung con này đầy đủ cho mình luôn nha anh em, quá đã luôn ha. Rồi B11 giá 2,3 triệu, hàng hệ nha. B12 là con Magu, con này hơi bị lớn nha. Rồi con này nồng tới 38 ly nha anh em, 32cc nha. Ha, đây nó còn hơi mờ, mình thấy được số 32 đây nha anh em. Ha, MB32 ha, 38 ly, 32cc, bình xăng zin, đặc biệt máy to máy khủng, công suất lớn mà chạy chế 2 kim. Cực kỳ lợi xăng cho mình luôn nha anh em. Ha, xăng đó thì anh em có thể chỉnh tới chỉnh lui là xăng nó lợi cho mình ha. Bởi vì cái chế này cái chế mắc tiền nhất của dòng máy hệ luôn nha anh em, của cái chế của chế Nhật á, chế 7 á. Tum gời tum nhôm bố lớn luôn nha anh em, quả đã luôn anh em ơi. Thường mấy dòng này là đa phần là tum nhỏ không à, có con này riêng con này được cái tum lớn nè. Anh em nào nhà đang có máy mà kiểu như máy cũ là GX35 đó anh em, là tum lớn đó, mà anh em bị hư cái đầu máy còn cái cần đó, thì anh em có thể mua máy này về, anh em có cần kia anh em có thể kéo qua cái loại anh em xài, chẳng may con này về mình xài thời gian cái lắp bị cong hoặc là cái lắp cũ bị cong đó ha, là đóng vô dừa hết luôn. Hoặc là anh em xịt thuốc đó mà cái bình xịt thuốc mà bố lớn đó ha, là anh em gắn vô dừa con này luôn. Bố lớn là hiếm nha anh em, hiếm như lắm nha anh em, tùm lớn là hiếm ha. Đặc biệt một cái nữa là ga bóp zin, công tắc trên ghi đông, bộ tay zin, láp đầu bò zin, ống láp con này tới 26 anh em, ống láp hơi bị lớn luôn nha ha. Rồi zin nguyên cây 100%, chế 2 kim, ga bóp zin, công tắc trên ghi đông, trong lốc có dập mắt in da băng luôn. Rồi B12 giá 2,5 triệu. Cuối cùng là con B13 ha, công tắc chặt lên
Rồi. Anh em thông cảm nha, do cái chữ trên công tắc nó bị bay rồi cho nên không có nhớ là cái nào tắt cái nào mở, bắt buộc phải tháo dây anh em. Tháo dây xong rồi giật chạy rồi mắt ghim lại thì mắt coi cái nào tắt nào mở ha. Hiện rồi em sẽ hướng dẫn cái chỗ công tắc cho anh em. Rồi, con này thì nếu mà tính theo ly thì nó khoảng 35 ly nha anh em. Còn tính theo ngựa là nó một ngựa mốt nha. Máy bung thì tính theo ngựa mốt ha, nói theo ngựa. Cái này thì chế là chế 260 mới nha anh em. Ha, chế mới nha, chứ không có chế ghim nha, chế ghim nó không có rồi anh em. Về nó bị thiếu mất cái chế, bắt buộc phải thay chế mới vô anh em ơi. Chứ mua chế gì chế ghim nó không có rồi. Xăng ghim, nhớt ghim. Đây, cái bình xăng bự này nè, là xăng 95. Nhớt này nhớt cái xe máy này nha anh em. Thì con này giống như xe máy mà phiên bản nhỏ gì đó. Về thì anh em cứ chạy thời gian mình thay nhớt tới hết lui gì đó. Ha, thì tiếng xe máy chạy sau là nó cũng bị gan gì đó, chỉ có cái là nó phiên bản nhỏ thôi. Chụp giật là có trợ lực luôn nè, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Tiếng máy thì chạy xe Honda đó anh em, cực kỳ im luôn nha, cực kỳ ấm luôn. Cực kỳ đã luôn nha anh em ha. Đây con này là tum liền, tum nhôm luôn nè, cực kỳ chắc chắn luôn. Còn chữ Honda luôn, OHV là ký hiệu của dòng máy Honda nha. Đặc biệt một cái là ga bóp gin, công tắc trên di động. Công tắc là anh em đẩy lên là chữ stop nè, đẩy xuống là chữ ranh là chạy nè ha. Anh em lưu ý nha, xuống là mở, lên là tắt ha. Bóp gin nha anh em, cực kỳ chắc chắn luôn anh em ơi. Láp gin, đầu bò, trắng cỏ gin ha. Láp còn chữ Honda luôn nha anh em. Rồi B13 giá 2 triệu ha. Rồi anh em nào chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em.